chúng ta cùng chào đón trên khu vực thảm đỏ đó là thí sinh Nam Em. Chứ tôi nghĩ là Nam Em thì cũng đã quá quen thuộc với tất cả quý vị khán giả đúng không? Và ngày hôm nay khi Nam Em có mặt tại cuộc thi Miss World là một minh chứng cho cái sự nỗ lực rất lớn đúng không? Mình đã rũ bỏ những hình ảnh của mình trước đây để bắt đầu lại từ đầu. Nam Em có nghĩ là như vậy không? Lần đầu tiên thì cho Nam Em được phép chào tất cả mọi người. Xin chào Quy Nhơn. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến đây để mà cổ vũ cho Nam Em cũng như là tất cả các bạn thí sinh của cuộc thi Miss World Việt Nam 2022. Thật sự mà nói thì với Nam Em, khi mình sinh ra mình đã mang trên mình một cái sứ mệnh gì đó rồi. Và cái việc mà mình có được cái sự yêu thương của tất cả mọi người, đó cũng là một cái minh chứng cho cái việc là mình đã cố gắng và nỗ lực rất nhiều. Và chính bản thân Nam Em cũng đang rất là muốn truyền cảm hứng đến tất cả các bạn trẻ để chúng ta tiếp nối những cái ước mơ, những cái hoài bão. Cho dù chúng ta ở trong hoàn cảnh nào, cho dù chúng ta đang xảy ra một cái vấn đề gì, thì hãy tin một điều rằng là khi chúng ta suy nghĩ tích cực thì tương lai của chúng ta cực kỳ tuyệt vời. Và Nam Em đã làm được, các bạn cũng vậy nhé. Đồng ý không ạ? Wow, cảm ơn những chia sẻ rất truyền cảm hứng từ Nam Em. Chúc cho Nam Em ngày mai sẽ tỏa sáng, bứt phá và chạm tay vào vương miện của Miss World nha. Cảm ơn bạn.